Bạn thân mến, như bạn đã biết, Excel là một công cụ tuyệt vời để cho việc tính toán. Và bước đầu tiên của tính toán xuất phát từ đâu? Nếu như chúng ta quay lại trở lại với tuổi thơ, thì việc đầu tiên chúng ta học chính là học đếm. Và hôm nay, chúng ta sẽ học về đếm ở trong Excel và thử xem chúng ta, dù đã là người lớn rồi, đã hiểu đếm là như thế nào chưa? Hãy bắt đầu với cái chatty đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Bạn đã biết đếm trong Excel chưa? Bạn nhìn giúp mình, ở đây có một số các hàm để đếm. Để đếm, bạn sử dụng trong 5 giây để suy nghĩ xem là mình đã biết sử dụng các hàm nào rồi. Nhu cầu đếm thì là một trong những nhu cầu cơ bản nhất ở trong tính toán. Và để đếm được thì thông thường chúng ta sử dụng các hàm có chữ count. Một số trường hợp đặc biệt chúng ta có thể đếm mà không dùng hàm count. Chắc là bạn cũng đã có một số câu trả lời cho mình về những hàm nào là mình đã biết và những hàm nào là mình chưa biết. Nếu chỉ nghe thì bạn sẽ quên, bạn đã từng nhìn và cũng sẽ chỉ nhớ. Chỉ có khi bạn làm, bạn sẽ hiểu. Và bây giờ, bạn hãy sẵn sàng để thực hành các hàm này nhé. Và nếu có thời gian, bạn hãy cũng lại tự trả lời cho mình câu hỏi. Mình đã biết những hàm tính tổng nào ở trong Excel rồi. Bạn thân mến, hàm đầu tiên mà chúng ta học sẽ là hàm cao. Rất nhiều bạn thì cũng chưa hiểu về hàm này lắm. Thế thì cái hàm này thì nó chỉ có đếm số thôi. Nó chỉ có đếm số thôi, chứ nó không phải chỉ đếm như bình thường chúng ta hay nghĩ. Và chúng ta sử dụng công thức như sau: bằng cao ở trong vùng dữ liệu này, đóng ngoặc lại. Đó, sau đó kéo sang, kéo sang. Đấy, và cái vùng này chúng ta thông thường, chúng ta nghĩ bình thường sẽ là 5, đúng không ạ? Nhưng chỉ là 0 thôi, chỉ là 0 thôi. Lý do ở đây là các đoạn văn. Ở vùng dữ liệu này, thấy ngay có một số là số 1, còn lại toàn là chữ hết, đúng không ạ? Và có một cái là ngày tháng, nhưng kết quả nó lại ra là 2. Lý do đơn giản là bởi vì là ở trong Excel thì số thì ngày tháng nó cũng được lưu trữ dưới dạng là số. Nên ta sẽ nhận được là trị là 2. Tiếp theo nó sẽ là hàm cao A. Hàm cao A thì giúp chúng ta đếm những vùng dữ liệu mà nó có dữ liệu. A đây cũng nghĩa là a variable, có dữ liệu. Thì chúng ta lại gõ cao A. Chúng ta lại bôi vùng dữ liệu ở trên và đóng ngoặc lại. Sau đó ta cũng sẽ kéo ra. Đó. Bạn thấy những vùng nào nó trống thì nó sẽ không đếm, đúng không ạ? Tuy nhiên bạn lại thấy rằng có hai vùng trông giống hệt nhau, nhưng đáp án lại ra hai số khác nhau. Tại sao vậy nhỉ? Tại vì bạn đã nhìn ở đây, trong vùng dữ liệu trống thì nó đúng là trống thật, nhưng ở vùng kia thì nó lại có một cái công thức và giá trị hiển thị ra nó là trống, đúng không ạ? Thế thì ở đây hàm cao A, ở đây nó vẫn đếm cả cái vùng có công thức này. Ngược lại với hàm cao A thì là hàm cao blank. Cao blank là đếm những vùng trống. Chúng ta lại có công thức bằng cao blank. Và ta bôi vùng dữ liệu ngoặc lại. Sau đó ta lại kéo ra. Đó, thế những vùng nào mà không có dữ liệu thì họ sẽ để là trống. Tuy nhiên, ở cái vùng mà ta vừa mới làm ở phía trên, ta thấy rằng nó là đếm lại đếm là như nhau, là bằng 1. Như vậy ta thấy là có sự khác biệt giữa cao A và cao blank. Đúng không ạ? Thế thì để nó nhất quán thì ta thấy rằng là nó cũng không có gì là khó hiểu lắm. Trong một ô trong Excel thì ta biết rồi là nó gồm có hai thành phần, một là cái ta nhìn thấy và hai là cái công thức là ở đây, đúng không ạ? Hàm cao A thì nó sẽ tập trung đếm ở phần công thức, trong khi hàm cao blank nó sẽ tập trung đếm ở phần giá trị, nên kết quả nó sẽ ra là khác nhau. Thế trong trường hợp chúng ta muốn đếm mà có điều kiện. Thế thì cao thì là đếm, if thì là nếu, đúng không ạ? Cao if là đếm nếu, nghĩa là có điều kiện. Thế để học được hàm này thì chúng ta chú ý hai từ khóa như sau: là to range là có nghĩa là một vùng,
là vùng mà ta cần cần đếm, và từ critical có nghĩa là điều kiện, điều kiện nghĩa là cái vùng điều kiện, điều kiện đúng không ạ? Ví dụ ở đây ta đến thử bằng cao, bằng cao if đó, đếm đếm ở trong vùng này, vùng này thỏa mãn điều kiện gì. Ví dụ ta bảo thỏa mãn điều kiện ở phía trên này nghĩa là bằng, bằng ở trên đúng không, ta đóng ngoặc lại, sau đó ta kéo sang đó. Thế thì ở đây bạn sẽ thấy rằng là ở đây có hai người tên là Phạm nên dẫn đến là có là số 2 đúng không ạ? Ở đây đó là Phạm sao, tại sao ra số 2? Thì ở đây ta dùng một ký tự đặc biệt, đó là ký tự sao. Sao đặc trưng nghĩa là tất cả, tất cả. Và Phạm sao nghĩa là tất cả những người mà có họ họ Phạm đó. Thế nếu mà ta muốn tìm tất cả những người tên Quang thì ta lại gõ sao Quang. Đó, thì lại ra ở đây đếm cho ta tất cả những người tên tên Quang đúng không ạ? Còn nếu muốn đếm chính xác đúng không thì ta lại gõ đó, thì lại đếm cho ta là đếm đếm chính xác. Thế trong trường hợp mà ta muốn đếm lớn hơn, nhỏ hơn hoặc khác thì ta cũng có thể sử dụng hàm cao if bằng cách là như ở trường hợp này thì ta muốn đếm là lớn hơn luôn này thì ta sẽ sử dụng một cái ký tự đoạn văn là hoặc kép lớn hơn đó, là lớn hơn, sau kết hợp với chữ và có nghĩa là kết hợp hai đoạn văn này với nhau, khi đó ta gõ enter đó thì nó sẽ ra cho ta là lớn hơn đếm đến thằng mà lớn hơn hai, trường hợp này là có 3 đúng không ạ? Và có thể tùy chỉnh ở đây, ví dụ 1,5 thì lại ra ta đếm những ông mà lớn hơn 1,5. Bạn có thể hoàn toàn viết một cái câu như vậy, tương tự như vậy là lớn hơn 1,5, 1.5 đó, enter. Tuy nhiên nếu mà viết như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ta sẽ không tùy chỉnh được đúng không ạ? Và mỗi lần ta muốn thay đổi thì ta lại phải vào đây ta sửa và nó không tùy biến. Vì vậy lời khuyên của chúng ta là nếu được có thể thì ta nên tham số hóa nó bằng cách đưa cái điều kiện đấy ra một cái vùng, vùng ra một cái vùng. Thế thì cao if là đếm nếu đúng không ạ? Thế cao if s thì tiếng Anh là số nhiều đúng không? Vậy cao if s là đếm nếu nhiều điều kiện. Thế ta có thể hiểu được cái ví dụ đấy bằng cách như sau. Ở đây ví dụ chúng ta có một loạt các cái ngày giao dịch và ta muốn đếm xem là có bao nhiêu cái ngày giao dịch này nằm trong khoảng ngày này đúng không ạ? Thế thì ở đây nó sẽ tách thành hai điều kiện, đó chính là cái vùng dữ liệu này nó sẽ lớn hơn cái ngày này và cái vùng dữ liệu đấy nó lại nhỏ hơn cái ngày đấy, thì có đếm bao nhiêu ông thỏa mãn cả hai điều kiện đấy đúng không ạ? Thì ở đây ta gõ bằng count if sc đó, thế đây vùng điều kiện 1 ta chọn vùng đó đúng không ạ? Điều kiện là gì? Là lớn hơn, lớn hơn bằng cái ô ở trên đây đúng không ạ? Ô ở trên đây đó, sau đó thì đây là thấy ngay là cái vùng đậm này nó đang ở đây là điều kiện cho cái vùng điều kiện 1 đúng không? Thứ hai ta lại kiểm tra cái vùng đây, vùng vùng điều kiện đó. Tiếp theo điều kiện đúng không là nhỏ hơn bằng và chọn ngày này đúng không? Đóng ngoặc đó, thấy ra là 3. Phải ta kiểm tra chút, có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đúng không ạ? Thì ở đây ta nhìn lại công thức một chút, ta thực ra là đếm những dữ liệu thỏa mãn vùng này là lớn hơn cái này, đồng thời là vùng này nhỏ hơn cái này đó. Thế là ta đếm là nhiều nhiều điều kiện. Thế là cách ta sử dụng cái hàm cao if s đúng không ạ? Và chúng ta có thể đếm nhiều điều kiện mà ở các cột khác nhau. Ví dụ như ở đây ta có là phiếu thu, phiếu chi, phiếu thu, phiếu chi, phiếu chi đúng không? Đó. Thì trong hợp này hàm cao if s của ta cũng có thể là đếm, ví dụ là đếm những phiếu thu trong khoảng ngày này thì ta có thể copy thằng này đó và lại paste sang đây đúng không?
ta có thể thêm một cái, ví dụ ở trên này phiếu thu, đó phiếu thu. Đó, người ta cần đếm những cái chứng từ mà trong khoảng ngày này nó là phiếu thu, đúng không? Thì tương tự như vậy, ta lại thêm một điều kiện nữa ở bên này. Cầm sang đây, đúng không? Và ở đây cho điều kiện là phiếu phiếu thu, enter. Đó, như vậy là có một phiếu thu, đúng không? Trường hợp là phiếu chi, đó là phiếu chi. Nếu phiếu thu nó có cái mã, đúng không? Ví dụ như là 0001 0002 0002 0003 0004, đúng không? Thì ở đây thì ta đã biết rồi, ta muốn đếm thì lại cho ký tự sao thì sao, enter. Đó, như vậy sẽ có đếm được số ta.